nói cái đồng tiền thì ai cũng quý. Dạ. Nhưng mà đừng bao giờ lấy cái đồng tiền đặt trên cái đạo lý. À dạ. Là một cái sai lầm nhất của con người. Nhất là dân tộc Việt Nam mình cái trình độ dân trí quá thấp. Đúng không? Tại sao nó khen với nước ngoài sao tụi nó hay quá? Tại sao mình khen người ta, tại sao mình học hỏi người ta? Dạ đúng rồi ạ. Mình dở là dở cái chỗ đó. Bây giờ có lớp trẻ sau này cứ tin là nó tiến lên là nó phải xóa đi những cái đó. Dạ hô luôn. Đối lại luôn tập cái thói quen. Hello mọi người, mình thấy chú câu cá vui quá, cái mình đi vô mình coi chú câu cá. Chú một lần câu 10 cây câu. Không có con ăn. Dạ, không có con à. Phải dễ ăn đâu. Nếu mà dễ thì ai cũng câu rồi đúng không chú? Dạ. Ý là mình câu nhiều cần á. Con đó là con rung đít hả chú? Không, con hà mắc lắm. Con hà. Tí tới 800 ngàn lận. Wow. Con hà. Nó mắc lắm. Dạ. Câu cá chỉ dành cho những người đam mê thôi. Đúng. Đam mê thì sao đi câu vậy? Ý là chú mê câu hay là chú sao ạ? Thì mê câu. Mê kiểu như là mình đam mê. Đam mê chắc trời. Lâu rồi ha. Trời ơi. Mình đi theo chú, mình coi chú câu cá, mình quay cho mọi người xem. Vui ghê á. Chắc con cũng mốt mà mua cần câu đi câu quá à. Khi nào mà nó dính nó sẽ kêu à chú? Vô quê chú đang test nè mọi người. Nhất chiếc xe mình nó sát vô. Hiện tại là mình đang ở ngay cây cầu gì mà quên tên mất tiêu rồi. Thường á thì mình sẽ biết cây cầu này là cây cầu gì, cái mình không để ý á, cái mình quên. Để xíu mình hỏi chủ coi. Đây á là gần phía bên giáp ranh Long An đó mọi người. Giờ mà có cứu đi về lại trung tâm, trời nó hạnh phúc lắm luôn á. Ủa chú quăng cầu vậy mấy cái tàu nó chạy qua sao chú? Thì mình chịu thôi. À dạ. Dướng thì mình chịu chứ sao. Chắc người ta đâu để ý đâu. Đúng. Dướng hoài vậy, mất cần hoài vậy. Mất là kéo cần đi luôn. Rõ ràng luôn. Chú vui ghê. Cái tàu á mà đi ngang qua á là mọi người là mình sẽ bị mất cái cầu, cái cần câu. Tại vì cái cần câu á là thì mọi người biết rồi, dính vô cái sợi dây, cái dây nó kéo nó rớt luôn cái cần xuống. Hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày rất là bình yên luôn á. Buổi sáu ở Việt Nam mình thì đôi lúc thì các bạn biết không, ở những cái vùng mà đi về mà quê hay là gì đó mà có mấy cái sông này nè. Xong mà rộng mà có cá, trời mình câu cá, trời nó thú vị, nó vui á. Hiện tại là mình đang chờ đá phát cuối nên mình sẽ đứng đây một chút xíu, sau đó mình đi tiếp. Hình như là mình thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cây câu. 10 cây câu thì cũng hên xui. Nói chung câu cá là cần phải sự kiên trì. Nói chung là cũng phải có sức chịu đựng. Tại vì cá cắn câu nó cũng hên xui đó mọi người.
Bữa nào mình về miền Tây mình quay cho mọi người cái cảnh miền sông sông nước, miền sông sông nước, miền quê sông nước nó như thế nào. Nó có những cái cù lao nè, rồi nó có những cái đặc sản ở dưới miền Tây. Nãy giờ thấy chú kéo cần câu lên mấy lần rồi mọi người, mà chưa thấy có con cá nào dính hết á. Ồ, chú nói là cái con này là con hà gì đó mà 800 ngàn một ký. Ghê thiệt. Nè, cái con này nè. Thật ra khi mà đi câu á, mọi người sẽ có một cái mồi câu á, của mỗi người nó sẽ khác nhau, không phải ai cũng giống nhau hết á. Có những cái mồi câu mà người ta kiểu như pha trộn á, làm sao để cho con cá nó ngửi được cái mùi á, là nó tới nó cắn luôn cái lưới câu. Thì đâm ra thì nó sẽ cắn mà sẽ nó câu được. Không có một con em. Dạ. Nói từ từ chưa gì còn. Có khi nào nó đi ngủ không chú? Nó không ngủ gì đâu, sợ người ta thuốc thôi. À, ngồi còn yên nguyên rồi đấy không? À dạ. Thuốc là sao chú? Ta thuốc cho nó bị nở lên đó. À. Hồi xưa thì câu đá hơn giờ hả chú ha? Ừ, bây giờ nó chích điện rồi. Nó quăng lưới nó chích. Thuốc. Nó chích mới chết đó, nó chích điện làm cá nhỏ chết hết. Nó chích một phần mình cũng không sợ, mà sợ thuốc. À thuốc, rồi giờ con mới biết nghe tới chữ thuốc đó chứ. Trời ơi, nó thuốc là theo kiểu cái thuốc của nó độc lắm. Cá tôm nổi lên đó. Trời. Ai ăn vô nó vớt rồi, ai ăn vô là bệnh ung thư. Hàng gì giờ tỷ lệ bị ung thư cao quá trời. Đó, vậy. Ăn vô nó thấm thuốc đó. Trời ác quá. Nói chung á, cái hậu quả đó trước mắt người ta đâu có nghĩ đâu, nhưng mà sau này con cháu mình mới bị thôi. Trời ơi, cứ nghĩ rồi, trước mắt là nghĩ làm sao có tiền. Chứ mình nói là họ đâu có ấy. Dạ đúng rồi, giờ tiền mà ai mà không cần đúng không chú? Người ta nói cái đồng tiền thì ai cũng quý. Dạ. Nhưng mà đừng bao giờ lấy cái đồng tiền đặt trên cái đạo lý. À đó, dạ. Là một cái sai lầm nhất của con người. Là dân tộc Việt Nam mình cái trình độ dân trí quá thấp. Ừ. Tại sao nó khen với nước ngoài sao tụi nó hay quá? Tại sao mình khen người ta, sao mình học hỏi người ta? Dạ đúng rồi ạ. Mình dở là dở cái chỗ đó. Bây giờ có lớp trẻ sau này cứ tin là nó tiến lên là nó phải xóa đi những cái đó. Dạ thua luôn. Đâu có lại đâu, tập cái thói quen. Giờ con thấy giới trẻ giờ hùa rồi chú ơi. Hết xăng à? Hết xăng à? Để xíu đi đậy cho. Đi xuống ngay, đi xuống chứ đậy cho không. Ok. Đậy phụ người ta nha mọi người. Đang câu cá thì giúp người luôn. Rồi bỏ chân ra. Bỏ chân ra, bỏ chân ra. Bỏ chân lên, bỏ chân lên đó. Đây phụ đại phụ cho miếng. Đẩy tới cái sàn đêm đưa anh Hà Dũng. Họ cứ đẩy đi cái gì đâu. Đi coi câu rồi giờ cũng đi quay đầu lại Sài Gòn thôi. Quay đầu lại vô trong.
có tấm xô. Rồi tới rồi nha. Rồi vô đây, vô đây. Ừ. Về đây là thấy buồn rồi đúng không ạ? Không đi là không được. Bởi không sao cả, cứ nghĩ hoáng thôi chứ giờ sao còn đỡ mình hả? À, mình không đi mà mình không có cứu mình mới tất đó anh. Em mới đi từ bên liên khu 56 về đây nè. Đó. Đi bên Vĩnh Lộc về bên 200 bo cho 38 ngàn là 2 xị. Cũng được, cũng có đồng giờ, cũng có tiền xăng chị về. Trời ơi chợ hai mẹ ba mẹ con hai người với là mẹ nó là ba người. Giờ bột phun nát bu phun hết mà không nọ là hiểu là khu này nó không có gì rồi. Không có khách đó bộ, bữa em đậu á đâu má nồi cuốc dạ quay lại trung tâm đó chứ bộ. Hên xui á thì ở đây mình đường vô trung tâm không ạ. Dạ thôi em đậu cái nha, kiếm cho mát mát đậu các bạn. Chờ đơn có cuốc thì đi quay lại trung tâm, còn không có cuốc thì xíu mình cũng phải quay ngoài thôi. Thật ra là mình sẽ đi chậm chút xíu, sau đó thì mình sẽ đua vô lại kiếm chỗ nào mát cái mình đậu lại. Hiện tại là mình đang ở ngay khúc gọi là đường Nguyễn Văn Tạo. Cuộc sống bây giờ Sài Gòn hay là ở đâu cũng vậy á, mình cảm thấy mình thoải mái mình vui là được. Đây đậu ở đây nha mọi người. Trời ơi có nguyên cái hồ cá, trời nó đẹp chưa kìa. Wow đẹp ghê á. Hồ cá có mấy con cá kìa, cá bảy màu nè đó mọi người thấy không. Trời ơi xưa mình mà có nhà mà rộng vậy là mình nuôi cái mình xây cái hồ mình nuôi cá vậy nè, đẹp ha. Giờ mình sẽ chờ ráp hết đơn sau đó mình đi tiếp mọi người. Và cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem video của mình. Bye bye và hẹn mọi người các video sau.